Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên hồi như không muốn ngừng nghỉ. Bầu trời Trung Quốc liên tục 24 trên 24 giờ không khác gì những ngày tận thế. Vào sáng ngày hôm nay, bão Haiyan giật cấp 17 với sức gió 220 km/h đã đổ bộ vào quảng trường Tiananmen, thành phố Liêu Ninh và Sơn Đông và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc. Bão đổ bộ đã làm tan hoang một khoảng trời, làm sập 1,4 triệu căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế. Tòa nhà Trung Nam Hải cũng bị sét đánh cháy mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi linh đênh ra ngoài biển khơi. Bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngưng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 diện tích của Bắc Kinh phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, trường học, trạm xá bị ngập lụt và ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói hành lý di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Thưa quý vị, bão chồng bão, lũ chồng lũ, hiện chính quyền của ông Tập rất sốt ruột, lực bất tòng tâm bởi vì thiên nhiên được cho vẫn đang trút những cơn cuồng phong bão tố và lũ quét vẫn đang trừng phạt Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương cho biết, đêm rạng sáng nay, bão Hinata đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn hai con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm các cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét. Nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền, người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp. Bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão Haiyan còn gây gió giật tới cấp 15, 16 và 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Tiananmen, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô, Chiết Giang. Con đập Tam Hiệp được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới dự báo sẽ không chịu được sức ép khủng khiếp này. Và nếu như không chịu được cơn bão Haiyan tàn phá siêu đập lớn nhất của Trung Quốc cũng như lớn nhất của thế giới, sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm hoàn toàn gần như toàn bộ quốc gia Trung Quốc ra ngoài biển khơi, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Chính quyền ông Tập đã phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 17 tiểu đoàn cùng các tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thả Bắc Kinh làm cho Trung Quốc đã tồi tệ nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Đây được coi là nhân quả báo ứng đã sắp đặt sẵn cho phía Trung Quốc sau biết bao nhiêu tội lỗi gây ra cho toàn thế giới. Nhiều người đang cầu nguyện cho người dân Trung Quốc bởi họ cho rằng người đáng bị trừng phạt bởi luật nhân quả báo ứng chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, là ông Tập Cận Bình chứ không phải những người dân vô tội. Thưa quý vị, hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc bởi vì những tuyến đê bao xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Theo tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc của bão Haiyan đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành của phía Bắc cũng bị lũ lụt cuốn trôi. Cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong cơn bão Haiyan. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão Haiyan mang theo gió mạnh, mạnh tới cấp 17 với hơn 251 km/h. Vùng tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm qua. Đây là thời gian mà người dân Trung Quốc đang chìm trong giấc ngủ. Chính vì vậy, thiệt hại cũng như là mất mát diễn ra rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão là 220 km/h, đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão Haiyan là cơn bão số 1 của Trung Quốc trong năm 2023 này.
kể từ đầu tháng 3 tới nay, hơn 6 triệu người phải sơ tán khẩn cấp khỏi những nơi yếu thế bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão Haiyan tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại người và của do cơn bão gây ra. Nhưng theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự báo rằng thiệt hại là vô cùng to lớn, lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới đã đưa ra rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão đã tàn phá các tỉnh thành của phía Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình mất ăn mất ngủ. Thay vì cứu vớt cho người dân của mình, thì ông Tập cho tàu chiến gây hấn với Mỹ, Việt Nam ở ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm, đảo Đá Ba Đầu và biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt mưa bão đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, kết thúc mùa xuân năm 2023 và bắt đầu tháng 3 tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ và dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói dịch bệnh COVID-19 tàn phá nặng nề Trung Quốc khiến cho nền kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ đầu tháng này cho đến bây giờ, mưa lũ, bão tố liên tục ập tới, đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống, khiến cho con đập Tam Hiệp gần như là bị vỡ. Theo các chuyên gia, con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng tình hình mưa bão mà tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như lũ lụt, lũ quét, sạt lở, vòi rồng thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc cũng như lớn nhất thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Thưa quý vị, động đất khiến thiệt hại do thiên tai ở Tứ Xuyên, Trung Quốc thêm nặng nề. Số người chết sau trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tăng lên 65 người, 12 người mất tích và hàng trăm người bị mắc kẹt. Đường hư hỏng, dư chấn, mưa và nguy cơ giật lở đất đang cản trở nỗ lực cứu hộ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra, khiến ít nhất 65 người chết, 12 người mất tích và gần 250 người bị thương, SCMP đưa tin. Nhân viên khách sạn tại một khu du lịch của công viên quốc gia và nhân viên tại một chi nhánh của Học viện Khoa học Trung Quốc, nơi đài quan sát bị sập, là những người thiệt mạng trong thảm họa. Trận chấn động xảy ra vào lúc 12 giờ 22 phút trưa cùng ngày, có tâm chấn gần một trung tâm du lịch ở huyện Lô Định, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 260 km. Đến 7 giờ ngày hôm qua, số người chết bao gồm 37 người từ châu tự trị dân tộc Tạ, Grazi và 28 người từ huyện Thạch Miên, Nhã An. Ít nhất 12 người từ châu tự trị dân tộc Tạ, Grazi vẫn mất tích, theo đài truyền hình CCTV. Hơn 6.500 nhân viên cứu hộ và bác sĩ đã được cử đến hiện trường. 4 trực thăng và 2 máy bay không người lái đã được điều đến các huyện Lô Định và Thạch Miên, hai trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoảng 50.000 người đã được di dời và hơn 3.400 lều, 12.000 giường gấp và khăn trải giường đã được gửi đến khu vực. Khả năng xảy ra mưa bão và điều kiện đường xá gồ ghề càng làm tăng thêm khó khăn cho các đội tìm kiếm cứu nạn. Bản tin dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa trong 2 ngày tới, với nhiệt độ dự kiến xuống thấp tới 12 độ C, đồng thời cảnh báo có thể xảy ra lở đất và các thảm họa địa chất khác. Các con sông và đập trong tỉnh Tứ Xuyên đang được theo dõi chặt chẽ. Sở Thủy lợi Tứ Xuyên cho biết, một nhánh của sông Đại Độ đã bị tê liệt sau trận động đất và những người sống ở hạ lưu được yêu cầu di dời. Sau động đất, đã có hơn 10 cơn dư chấn có cường độ từ 3 đến 4,2 độ Richter. Theo CCTV, con đường duy nhất và công viên địa chất quốc gia Hải Loa Câu, một địa điểm du lịch nổi tiếng bị phong tỏa và khoảng 200 người vẫn bị mắc kẹt bên trong. Trận động đất là một đòn giáng khác đối với Tứ Xuyên sau khi tỉnh này chịu hạn hán kỷ lục và thiếu điện vào tháng trước, đồng thời đang phải chiến đấu với các đợt bùng phát COVID-19 khiến Thành Đô phải đóng cửa. Đến sáng nay, cơ quan cứu trợ động đất Tứ Xuyên đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp lên cấp cao nhất của hệ thống 4 cấp.
trận động đất mạnh rung chuyển Tây Nam Trung Quốc làm ít nhất 7 người chết, gây ra sạt lở đất và làm rúng động dân cư tại một thành phố lớn đang trong tình trạng phong tỏa ngừa COVID-19 trong 2 ngày trước. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã tấn công một khu vực miền núi ở huyện Lô Định thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngay sau buổi trưa. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở rìa cao nguyên Tây Tạng, nơi các mảng kiến tạo gặp nhau nên thường xuyên xảy ra động đất. Năm ngoái, hai trận động đất ở đây đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, giới chức đã báo cáo 4 người chết trong trận động đất mới nhất. Sạt lở đất, thiệt hại về nhà cửa cũng như nguồn điện bị gián đoạn đã được ghi nhận trong trận động đất mạnh này. Một vụ sạt lở đất đã chặn một tuyến đường lớn. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay, trận động đất mới nhất của Trung Quốc có thể được cảm nhận được ở tỉnh Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi cách xa địa điểm động đất tới 200 km. Thành Đô, nơi bùng phát COVID-19 đang triển khai biện pháp phong tỏa để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Cư dân thành phố Yandali cho hay đã trốn dưới bàn làm việc trong 5 phút trong căn hộ ở tầng 31, trong khi nhiều hàng xóm vội vã chạy xuống tầng dưới khi động đất xảy ra. Có một trận động đất mạnh vào tháng 6 năm ngoái nhưng không đáng sợ lắm. Lần này tôi thực sự sợ hãi bởi tôi sống trên tầng cao và sự rung chuyển khiến tôi choáng váng, Yang chia sẻ. Cô cho biết thêm, 2 tháng qua ở Thành Đô thật kỳ lạ, trận động đất và đợt phong tỏa diễn ra sau một đợt nắng nóng và hạn hán gây thiếu nước và cắt điện bởi Tứ Xuyên phụ thuộc vào thủy điện. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận trận động đất ở Trung Quốc có cường độ 6,6 độ Richter ở độ sâu tương đối nông khoảng 10 km. Trận động đất ở Trung Quốc gây chết người nhiều nhất trong những năm gần đây là động đất mạnh 7,9 độ Richter năm 2008, khiến gần 90.000 người thiệt mạng ở Tứ Xuyên. Động đất mạnh đã tàn phá các thị trấn, trường học và các cộng đồng nông thôn bên ngoài Thành Đô. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.